Mình Thanh Hoa Sam đây các bạn ơi, trời đất ơi quá chuyện đông luôn. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục á là chỉ cho các bạn á là bốn túi xoài ngon nha các bạn ơi, ở khu nghỉ dưỡng nha. Đó, thì ngày hôm nay á bé Dương á là đi quay clip á các bạn ơi, đó đi quay clip cái này nè các bạn. Đấy, gấu mèo các bạn ơi chịu rồi. Thì một xíu nữa mình cũng quay luôn nha các bạn ơi, nhưng mà trước khi quay clip gấu mèo á thì mình sẽ quay clip đi tìm xoài ngon trước nha các bạn. Đó, để chỉ cho những bạn nào mà ngày hôm nay đi học về các bạn đi tìm nha. Rồi ở vị trí đầu tiên nha, vị trí đầu tiên thì cũng rất là đơn giản luôn, các bạn sẽ chạy mới, các bạn mới qua khu nghỉ dưỡng á thì các bạn sẽ chạy vô đây nha các bạn ơi. Đó, có cái con Milu nó đứng nhìn nè các bạn. Đó là bao thứ nhất nha, quá dễ luôn. Rồi bao thứ hai á thì các bạn sẽ lên xe nha, chạy cho nó nhanh nha các bạn. Đó, rồi các bạn chạy thẳng vô đây, rồi các bạn quẹo bên tay phải cho mình nha. Đó, nó có một cái chỗ ăn đầu bếp nè các bạn ơi, ở phía sau ăn đầu bếp nha, có một túi nữa nha các bạn ơi, đó là túi thứ hai nha. Đây phía sau ăn đầu bếp nè các bạn. Ồ sực ơi. Rồi bây giờ á thì qua anh tiếp theo các bạn ơi, chỗ thứ ba nha, vị trí. Đấy, các bạn chạy qua bên cái chị bán nước bên đây nha các bạn. Đó, bên đây thì sẽ có một túi nữa nha các bạn ơi. Đây. Đây nha các bạn, là túi thứ ba nha. Rồi, ngày hôm nay á là tìm nó cũng khá là dễ luôn nha các bạn. Rồi bây giờ đến túi cuối cùng nha. Rồi, cuối cùng á thì các bạn sẽ xem trong clip nha các bạn ơi. Các bạn sẽ chạy qua bên cái mấy cái ngôi nhà bên đây nè các bạn. Ngôi nhà đầu tiên nha. Hơi xa nha các bạn. Đó, cứ chạy nha. Ok, sau khi các bạn chạy vô chỗ này rồi á thì các bạn quẹo bên tay phải nha. Đấy, tay phải, nhà đầu tiên luôn các bạn. Rồi các bạn chạy thẳng vô luôn. Đây nó nằm trên cái bàn này các bạn ơi. Đây cái bàn này nè nha. Đó, vậy là chỗ thứ tư nha. Rồi khá là dễ luôn. Rồi, vậy là xong rồi đấy các bạn ơi. Những bạn nào mà nãy giờ xem clip của mình á thì các bạn nhớ nhấn like nha các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhận quà nha các bạn ơi. Đó, hộp quà cuối cùng. Wow, một bét xoài non nha các bạn. Ủa, xoài bụi bặm. Oh no. Quá là đẹp luôn nha các bạn. Rồi vậy là xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem con bét nha. Đây. Wow, không thấy gì luôn. Đông quá. Các bạn fan của mình đứng đông quá. Ký em, ký em. Ủa con bét nó mất tiêu rồi vậy. Ờ chị ơi, ủa con bét nó mất tiêu rồi các bạn. Ủa kỳ vậy. Oh no. Giờ mình phải chạy ra đây các bạn ơi. Hình như là mình mới bật con bét ra rồi, ai lấy con bét của mình luôn rồi. Rồi bật xong rồi tắt nha. Đó. Đây 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 các bạn ơi, nhỏ chiếu nè. Ủa sao đứng chỗ vậy không đi vậy đó. À đi rồi đi rồi. Đó. À ta cỡ mấy ông này bật xe lên mất tiêu con bé rồi. Mình sẽ bấm vô con bé nha các bạn ơi. À cỡ nè. Ê cỡ rẻ vậy. Tôm có 50 hả? Tôm có 50 nha các bạn ơi. Nếu mà tôm có 50 thì mình sẽ quyết định là mình sẽ bỏ ra luôn nha. Lực nhảy tới 17 lên các bạn. Tốc độ thì 3.5 hơi chậm nha. Nhưng mà tôm 50 kim cương thì khá là ít nha các bạn ơi. Mình khỏi cần nuôi luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ cỡ ngay cấp 1 luôn nha. Cấp 1 là mình đã cỡ được rồi các bạn. Wow, khá là xịn nha. Nhảy. Ô. Trời đất ơi, cái tiếng kêu kì vậy. Đó, các bạn có nghe không các bạn? Trời đất ơi. Cái trái xoài nó đang bụm môi đây nè các bạn. Đó, lực nhảy nè. Ồ, có lực nhảy, lực nhảy, lực nhảy. Lực nhảy tới 17 luôn nha các bạn ơi, cũng khá là cao ấy. Cao ở mức độ trung bình nha. Lên đây không được chạy. Ok, khá là hấp dẫn nha các bạn. Đó, mình nghĩ các bạn là nên sở hữu một em sòi nha. Ồ, quá đã. Chỉ có 50kc thôi mà các bạn đã cỡ được rồi. Khá là rẻ các bạn. Mà còn free nữa. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn một clip sau nha. Đó, video ngày hôm nay cũng khá là đơn giản nha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu quay clip gấu mèo nha các bạn. Thì một xíu nữa những bạn nào rảnh thì các bạn nhớ vô kênh của mình các bạn xem tiếp nha các bạn ơi. Đó. Một xíu nữa mình sẽ mở tầm 20-30 vé về gấu mèo nha các bạn. Rồi mình sẽ đi ghép gấu mèo lại cho các bạn xem luôn nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn. Bye bye.